mình phải bảo thánh Chúa Giêsu. Mà Chúa đến đây chúng ta sẽ được đấy là một bí tích thực sự. Chúa đến với cha ở với chúng ta, trong người chúng ta, và giúp chúng ta sống một tình yêu Chúa cho một cách trọn vẹn. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt và máu ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống trong mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi cũng sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Thật, đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi, tổ tiên các ngươi đã ăn mà đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa công đoàn phục vụ, hôm nay chúng ta long trọng mừng bí tích mình và máu Chúa Kitô. Trên bí tích này, Chúa Giêsu đã khẳng định: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Cái câu hôm nay ở khu cải thiện trung niên ở cái cổng chào đúng như vậy. Thịt của Chúa thật là của ăn, và máu của Chúa thật là của uống. Khi Chúa nói câu này thì những người Do Thái họ kêu rằng: Lời nói chói tai, ai mà nghe được? Họ tưởng rằng Chúa sẽ xẻo thịt của Chúa cho ăn. Họ tưởng rằng Chúa sẽ trích máu ra của Chúa ra cho chúng ta uống. Đây là họ hiểu một cách nôm na như vậy. Nhưng hôm nay chúng ta lại hiểu khác. Chúng ta đã hiểu rằng thịt đây là bí tích. Bí tích đây là bí tích mình và máu Chúa. Đây là một phép lạ mà Chúa đã làm và sẽ còn làm cho đến tận thế qua các linh mục của Chúa. Nơi nào có linh mục dâng lễ, nơi ấy có bí tích mình và máu Thánh Chúa để đến với chúng ta. Không một bí tích nào mà chúng ta thấy rằng Chúa yêu thương loài người chúng ta bằng bí tích mình và máu Chúa Kitô. Yêu thương đến nỗi mà chính Chúa đã lấy máu của mình, chính Chúa đã lấy thịt của mình cho chúng ta ăn hàng ngày cho đến tận thế. Chúng ta ai mà muốn giữ mình sạch tội, ai mà muốn trung thành với Chúa cho đến trọn đời, chúng ta cần đến với Chúa. Chúng ta cần rước Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta không cứng lòng như người Do Thái. Người Do Thái nói rằng lời nói nó chói tai, ai nghe được? Nhưng mà chúng ta ngày nay nghe này rất được. Rất được vì sao? Bởi vì chúng ta cảm thấy tình thương của Chúa đối với từng người chúng ta. Trong bí tích Thánh Thể là một bí tích mà phải nói là bí tích tình thương nhất. Vì sao? Bởi vì Chúa đến với từng người chúng ta. Từ em bé mới xưng tội rước rễ lần đầu, lúc đó Chúa đã đến với chúng ta rồi.
và nhất là những ông già bà cả chuẩn bị dọn mình về đời sau, chúng ta cần phải rước Chúa để Chúa giúp chúng ta thống trị tính mê xác thịt đời chúng ta, để Chúa giúp chúng ta sống một cách an toàn. Nhờ Chúa mà chúng ta sẽ được sống muôn đời. Đúng như vậy, bởi vì ngày nay chúng ta cứ thấy đâu đâu mà có linh mục làm lễ, ở đấy là chúng ta thấy bí tích thánh thể của Chúa ở đó với chúng ta. Đấy, chúng ta cứ gẫm mà xem. Chúng ta chỉ một ngày thôi, chúng ta không rước mình máu thánh Chúa, chúng ta cảm thấy nó áy náy, băn khoăn, không biết linh hồn chúng ta ngày nay hiện thời ra sao, còn được có sự sống thánh hóa của ơn thánh sủng hay không. Đấy, chúng ta cứ nhìn vào, chúng ta có siêng năng chịu phép bí tích mình máu thánh Chúa hay không. Là một bí tích mà chúng ta phải nói là tình yêu rào rạt hơn tất cả mọi các tình yêu. Phép bí tích rửa tội cũng là bí tích tình yêu, phép bí tích giải tội cũng là bí tích tình yêu, phép bí tích thêm sức cũng là bí tích tình yêu, những cái bí tích hôn phối cũng là bí tích tình yêu. Nhưng mà bí tích trong mình thầy máu thánh Chúa Giêsu mà chút nữa đây chúng ta sẽ được đấy, là một bí tích thực sự Chúa đến với cha ở với chúng ta, trong người chúng ta, và giúp chúng ta sống một tình yêu Chúa cho một cách trọn vẹn. Đấy là một điều chúng ta cần phải nắm vững được, đặc biệt là khi chúng ta phép bí tích sức dầu rồi, chúng ta cần đến với Chúa để chúng ta chống trả tính mê xác thịt chúng ta, chống trả trước ma quỷ cám dỗ chúng ta, nhất là chống trả khi linh hồn chúng ta ra khỏi xác, chúng ta có mình thánh Chúa ở với chúng ta liên tục. Như vậy Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, chẳng những khi sống và nhất là khi chúng ta chết, chúng ta được rước Chúa vào trong thân chúng ta. Đấy là một vinh dự rất lớn lao tất cả mọi người chúng ta, và chúng ta hàng ngày phải cầu xin nữa đó. Nếu mà chúng ta đã mất ơn thánh sủng cách nào đó thì chúng ta phải đến bí tích hòa giải, và do linh mục đại diện của Chúa sẽ tha thứ tội ra. Chúng ta tội chúng ta nặng nề như thế nào, chúng ta đến với bí tích hòa giải, chúng ta được Chúa tha thứ hết. Và nhất là khi chúng ta rước Chúa ở trong tâm hồn chúng ta cảm thấy tâm hồn chúng ta vui vẻ, cảm thấy tâm hồn chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hăng say sốt sắng, dù mà chúng ta còn có tí xác thịt nặng nề yếu đuối, nhưng Chúa đến với chúng ta, Chúa sẽ làm cho chúng ta nên mạnh mẽ và ngoan cường, vì chúng ta có đấng bảo trợ chúng ta, chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, mà Chúa đã hứa cho chúng ta, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ được sống đời đời, và ngày sau hết ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Đó là điều mà Chúa hứa cho tất cả mọi người chúng ta, những người đã chịu phép với thánh thể. Hôm nay chúng ta đến với Chúa trong thánh lễ này, chúng ta phải đây là vinh dự hơn ai hết, như các thiên thần vậy. Thiên thần rước Chúa như thế nào thì ngày nay chúng ta cũng rước Chúa Kitô trong bí tích thánh thể cũng đúng như vậy. Và đặc biệt khi chúng ta bị trước gốc ma quỷ cám dỗ, bất cứ bằng cách nào chúng ta kêu đến Chúa, chúng ta rước Chúa trong tâm chúng ta, thì tất cả những tính mê nết xấu ấy nó sẽ tan đi hết khi Chúa Giêsu đến với chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay rất là vinh dự cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta được rước Chúa trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta thấy đây, đó là một ơn huệ vĩ đại, không còn ơn hệ nào bằng. Chúa ở với chúng ta, và Chúa thực sự đang ở trong chúng ta. Và lúc chút nữa chúng ta sẽ rước Chúa trong tâm hồn. Mà chúng ta thực sự chúng ta có Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta cho đến ngày tận thế. Amen.